Thưa quý vị, sau khi kết thúc chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, trưa nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Budapest bắt đầu thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Đón Thủ tướng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Stary Peter, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Balogdi Tibor, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và đại diện kiều bào ta ở Hungary. Chuyến thăm Hungary của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường và làm sống động quan hệ hữu nghị truyền thống, tích cực hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam với Hungary, thúc đẩy và đưa những lĩnh vực hợp tác truyền thống sang một giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng thế mạnh, thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Hungary. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 18 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Thưa quý vị, nhân dịp đồng chí Tamura Tomoko được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản khóa 29, ngày 18 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng. Tổng Bí thư cũng chúc mừng Đại hội 29 của Đảng Cộng sản Nhật Bản thành công tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao về Đảng Cộng sản Nhật Bản trong chặng đường 102 năm qua đã luôn kiên trì mục tiêu cách mạng dân chủ, tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiên định trong việc phản đối chiến tranh và chủ nghĩa bá quyền, coi trọng phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội, xây dựng đường lối, cương lĩnh và tổ chức. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 29, ngày càng lớn mạnh, nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội Nhật Bản, đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp, khẳng định sẵn sàng cùng với ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Nhật Bản duy trì trao đổi, tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Chiều nay ngày 18 tháng 1 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt 50 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 nhân vật trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, chương trình Việc tử tế đã giới thiệu hơn 2.200 câu chuyện về lòng tốt được lan tỏa tới khán giả truyền hình, xây dựng hình ảnh con người đất nước Việt Nam tử tế, giàu lòng nhân ái. Các tấm gương được tuyên truyền ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền và lĩnh vực hoàn cảnh khác nhau. Bày tỏ vui mừng, xúc động và ấm áp khi được gặp mặt những tấm gương điển hình tiêu biểu đại diện cho hơn 2.000 nhân vật tiêu biểu trong các chương trình Việc tử tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, những tấm gương trong chương trình với trái tim giàu lòng nhân ái, luôn lấy việc tốt là công việc, lẽ sống, đã mang lại những giá trị tốt đẹp, đầy tính nhân văn cho xã hội. Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn xa và khát vọng lớn lao, phấn đấu đến năm 2045, đất nước ta sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc, càng đòi hỏi nhiều hơn nữa những việc làm tử tế. Với truyền thống nhân ái đoàn kết, yêu thương, đùm bọc chia sẻ lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước mong rằng sẽ có thêm nhiều việc làm tử tế hơn nữa trong tương lai. Chủ tịch nước mong muốn chương trình Việc tử tế tìm kiếm thêm nhiều nhân vật, nhiều tấm gương, nhiều việc làm tử tế trên khắp mọi miền đất nước để có thể tuyên dương nhân rộng những việc tốt được lan tỏa sâu rộng tới toàn thể người dân cả nước, từ đó thôi thúc cộng đồng hành động, góp sức tạo dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tử tế, giàu lòng nhân ái. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, tặng quà các công nhân công ty JA Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của công ty JA Solar Việt Nam. Tuy mới đầu tư tại Việt Nam, nhưng JA Solar Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Bắc Giang, tạo số lượng lớn việc làm, bước đầu có đóng góp cho ngân sách tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội cho biết, quy hoạch điện 8 vừa được ban hành đã nêu rõ mục tiêu tăng năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị JA Solar tiếp tục tăng tốc đầu tư vào Việt Nam để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng sản lượng các sản phẩm pin năng lượng mặt trời, đáp ứng nhu cầu thị trường của Việt Nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2024, Quốc hội xác định sẽ tập trung tổng rà soát thủ tục hành chính để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 02 ngày 5 tháng 1 năm 2024 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Đặc biệt là không cho phép đẻ thêm giấy phép con, không gây phiền hà khó khăn cho người dân doanh nghiệp, nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thủ tục xuất nhập khẩu. Tại kỳ họp thứ 6 mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 107 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đồng thời cho phép thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư được thành lập từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu, năm nay ước tính thu được 15.000 tỷ đồng và nhiều nguồn khác. Mục tiêu của quỹ hỗ trợ đầu tư là ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước trong một số lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới áp dụng được điều này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, Việt Nam đang thực hiện theo hướng trung ương đẩy mạnh phân quyền cho cấp tỉnh đẩy mạnh phân cấp cho cấp dưới trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã trao quà tặng công nhân công ty JA Solar, trao quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dâng hương trồng cây lưu niệm tại đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung. Cũng trong chiều 18 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dự khánh thành và trao nhà đại đoàn kết tặng hộ gia đình bà Lê Thị Trinh tại thôn Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Việt Yên nói riêng, trong đó có công tác xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách. Mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có chỗ an cư để lạc nghiệp. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều nay Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới, thăm hỏi, động viên tới các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đại tướng nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn chăm lo tốt cho người dân, các đối tượng chính sách. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao những phần quà ý nghĩa tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và các thương, bệnh binh. Ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tại khu công nghiệp Nhân Hòa, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các công nhân đang tham gia hoạt động sản xuất nhân dịp Tết đến xuân về, đồng thời trao tặng 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này sẽ góp phần giúp công nhân, người lao động đón một mùa xuân vui tươi, ấm cúng bên gia đình. Đồng chí dặn dò người lao động sau kỳ nghỉ Tết cần sớm quay trở lại công xưởng, công ty, doanh nghiệp, bắt đầu một năm lao động mới với tinh thần cố gắng hơn để nâng cao năng suất lao động. Cùng ngày, sau khi dâng hương dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã đi thăm gia đình thương binh tiêu biểu Nguyễn Văn Mỹ tại phường Nhân Hòa và bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Yếu ở thị xã An Nhơn. Thưa quý vị, sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đạt được sự đồng thuận rất cao, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào sáng nay ngày 18 tháng 1. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc Quốc hội đã thông qua luật đất đai sửa đổi đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả nhất. Đây là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, từ sớm, từ xa,
với nỗ lực và quyết tâm rất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, huy động mọi nguồn lực với tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cử tri và nhân dân cả nước. Là bài học kinh nghiệm quý về đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, quyết liệt hành động để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản nói chung. Cũng trong phiên bế mạc, Quốc hội xem xét thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, xem xét quyết định theo trình tự thủ tục rút gọn và nhất trí cao thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét quyết định các vấn đề về tài chính ngân sách, cho phép phân bổ sử dụng 64.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ dự án. Như vậy, kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, tôi đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển, để cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, không để xảy ra tình trạng đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng, theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình trong nước và thế giới, có giải pháp chính sách phù hợp. Vâng, và ngay sau phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cũng đã tổ chức buổi họp báo, thông báo về kết quả kỳ họp. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, sau 3 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua các nội dung luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài, là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào. Trong suốt quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Lào, luôn có sự ủng hộ giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam. Đại diện Bộ Quốc phòng Lào cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Hai bên bày tỏ vui mừng về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo nhân lực, tuyên truyền về quan hệ đoàn kết giữa hai nước và hai quân đội, quản lý và bảo vệ biên giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ, góp phần giúp đỡ các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, được đón một cái Tết ấm áp, nghĩa tình. Chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ năm 2024 tại Ninh Bình
đã huy động nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, dành tặng 3.500 suất quà, 800 phiếu mua hàng, 79 giải thưởng bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị khoảng 2,55 tỷ đồng cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, tại chương trình còn tổ chức 21 gian hàng của đơn vị tài trợ, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành với 300 suất quà tặng miễn phí, 800 phiếu mua hàng ưu đãi. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho 31 công dân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Thưa quý vị, với sự tăng trưởng nhanh vào cuối năm 2023, ngành du lịch kỳ vọng năm 2024 sẽ bứt phá mạnh mẽ, đón từ 17 đến 18 triệu lượt du khách quốc tế, bằng với thời điểm năm 2019, được coi là năm vàng của du lịch Việt Nam trước đại dịch COVID-19. Con số này đã thể hiện quyết tâm của ngành du lịch để phục hồi hoàn toàn, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ trong việc cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Là một trong những ngành có tốc độ phục hồi được đánh giá tích cực của nền kinh tế, du lịch Việt Nam đang lấy đà cho những hoạt động mạnh mẽ hơn vào năm 2024. Theo dự báo, năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn khách. Nhiều quốc gia chưa phục hồi và thậm chí nhiều chính sách của các quốc gia cũng có những thay đổi nhất định. Nên để thu hút khách đến, chúng ta còn nhiều việc cần làm. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta bắt đầu lúc nào cũng không muộn. Và bây giờ bắt đầu từ xây dựng sản phẩm mới, đào tạo lại nguồn nhân lực cho nó phù hợp, thế rồi xúc tiến ở những thị trường mà chúng ta chọn lựa. Ngoài việc thu hút khách quốc tế, năm 2024, ngành du lịch cũng tích cực thay đổi sản phẩm theo xu thế và nhu cầu mới của du khách. Đó là những hoạt động du lịch có tính chuyên sâu hơn, khai thác những khía cạnh cảm thụ cao hơn để hấp dẫn khách nhiều hơn. Phải làm mới mình thôi. Những cái doanh nghiệp mà họ có sản phẩm dịch vụ thì họ phải chấp nhận là họ làm mới họ và họ phải thay đổi làm sao đấy để đạt được đúng cái tiêu chí mà khách hàng người ta mong muốn. Năm 2024 sẽ là một năm mà ngành du lịch sẽ phải quyết tâm, cố gắng phấn đấu để đẩy nhanh cái công việc phục hồi cũng như là tăng tốc phát triển du lịch theo tinh thần nghị quyết số 82 của Chính phủ. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đang tham mưu đề xuất về cái mục tiêu về khách chỉ tiêu khách du lịch của năm 2024, chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu đón được từ 17 đến 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Và bên cạnh đó thì phục vụ khoảng 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Và tổng thu về từ hoạt động du lịch ước sẽ đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Tuy vẫn còn những hạn chế cần nhìn thẳng để đẩy nhanh phục hồi, trong năm 2024, hy vọng bằng những kế hoạch giải pháp đồng bộ và thiết thực, ngành du lịch sẽ thực sự bứt tốc, phấn đấu là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Vâng, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong nước tối nay.